Có cặp không? Hả? Làm sao? Ông có cặp không? Không có không? Có. Có rồi, lên đây. Mình thấy người ta có cặp, mình phải có cặp. Chỗ này có không? Thôi đến đây. Lên đây, hết đây. Mong, chỗ nào nữa lên hết đây. Rồi. Bà cài cái cúc áo ngoài cho ông ấy. Rồi, con tên là gì? À, thưa cha, là con tên là Hoàng ạ. Năm nay con lên 25 tuổi ạ. 25 tuổi, còn con tên gì? Con 49. 49, còn bà? Thưa cha, con Anna Nguyễn Thị Kim ạ. Thưa cha, con năm nay 70 ạ. 70, còn ông? Thưa cha, con 80 tuổi ạ. Ông bà được bao nhiêu người con? Lạy cha, con được 3 người con ạ, 1 hai gái. Rồi, ông bà được tên gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Lạy cha, con mong muốn mãi rồi, nhà con vào đây nhiều lần rồi để ta ơn cha, nhưng mà con được khỏi nhiều bệnh quá, đó con ao ước mãi thì hôm nay vợ ổng con cái rồi con đưa con vào. Thế cha, con bị tiểu đường, ngày tiêm 4 mũi và suy thận ha, rồi bệnh gút. Thế cha, mà con nhà con vào đây mấy lần rồi, xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi. Hallelujah. Hallelujah. Thưa chị em, đây một ông cụ 80 tuổi và bên cạnh đó là người bạn đời 70 tuổi. Hai ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm? Dạ được 51 năm rồi. Vừa năm ngoái là kỷ niệm 50 năm hôn phối. Vâng. Còn là bà thì bà được ơn gì? Thưa cha, con cũng được rất nhiều ơn vì chồng con thì ốm đau nhiều. Thế thì con cũng đi bệnh viện điều trị cho chồng con ở Bạch Mai, Hà Nội. Thế thì con nghe thấy cái anh ấy cũng chữa bệnh ở đấy mà anh có cái đài. Thế thì nhà con truyền máu xong thì nhà con chạy ra ngoài thì người ta không cho ở đấy. Thì con chạy vào, nhà con bảo rằng là em đi vào đây có cái này hay lắm, em là em thích rồi. Thế thì con vào thì con rủ gì, con hỏi anh thì con bảo là anh làm ơn cho tôi mượn một lúc để tôi nghe. Thế thì anh ấy cũng đồng ý cho con mượn. Thế con lại bảo anh rằng là thôi anh cho tôi mượn cả chị nữa. Thì... Cái gì? Dạ. Sao? Của anh để... Mượn gì mượn ai? Mượn vợ của anh để anh ấy chị đưa con đi mua cái đài, con làm cái đài để con nghe. Thế thì thường ngày... May, tôi được. Bà mượn vợ của anh ấy chứ tôi lại tưởng là ông ấy mượn thì hỏng hết. Dạ, con... Từ tháng 4 năm ngoái con được nghe cái đài của cha giảng. Thì đến cuối tháng 4 thì con vào đây. Lần này con vào rồi con đưa chồng con, mấy con cháu con vào để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha cùng cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Chồng con đã được khỏi bệnh ạ. Hallelujah. Còn con được cái gì? Con cảm ơn cha. Nó to lên đấy, mẹ con 70, bố con 80, còn nó to còn 49 mà nói không bằng người 80. Nó to lên. Nó cầu nguyện cho bố con và con bệnh đây này. Con vào đây con cầu xin cha cho con quay lại. Con đã bỏ Chúa 16 năm. Con bỏ Chúa bao nhiêu năm? 16 năm ạ. 16 năm, rồi 49 bỏ Chúa 16 năm là 33 tuổi à? 33 tuổi bỏ Chúa, bây giờ con làm nhờ đâu mà con được quyết tâm con quay về với Chúa sau 16 năm con đã bỏ Chúa? Con tin vào lời Chúa đã chữa khỏi cho bố con và mẹ con đi từ Bắc vào Nam để xin cầu nguyện về trên ban cho bố con. Con đã có lòng tin quay lại với Chúa. Rồi suốt 16 năm con bỏ Chúa, con đã làm những sự gì? Con có... Thưa anh chị em, những cái giọt nước mắt thì thay cho cái câu trả lời suốt 16 năm đã làm gì. Mà hình ảnh mà người mẹ lặn lội từ Bắc vào trong Nam đến giáo điểm Tin Mừng để cầu nguyện cho người chồng, tức là bố của cô ấy được khỏi bệnh. Và chính cái hình ảnh người mẹ đưa người bố từ Bắc vào trong Nam cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được khỏi bệnh đã làm cho cô ấy được tác động, được ơn của Chúa đánh động tâm hồn cô ấy. Sau 16 năm cô ấy bỏ Chúa và bây giờ cô quyết tâm quay về với Chúa nhờ cái ơn mà Chúa ban cho bố mẹ của cô ấy. Cho nên xem thấy
có nhiều người bảo sao ở đây Chúa ban cho nhiều người được ơn chữa lành bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia, vậy cha. Tôi nói là Chúa làm những cái việc đó để nhằm mục đích là chữa bệnh tâm hồn. Đấy, hôm nay là một cái minh chứng rõ ràng cho anh chị em thấy là Chúa muốn cho cái người con gái 16 năm bỏ Chúa quay trở về, thì Chúa phải dùng cái cách là để ông bố bị bệnh, 80 bị bệnh, bà vợ 70 lặn lội đưa chồng từ Bắc vào trong Nam để cầu nguyện, và Chúa chữa lành cho người chồng 80 tuổi để cho đứa con 49 tuổi sau 16 năm quay về với Chúa. Cho nên chị em, có nhiều người bảo sao Chúa làm nhiều ơn lạ tại đây cho những người được bệnh chữa lành thế, bảo bệnh thân xác là để cho những người khác tin vào Chúa quay trở lại để được Chúa chữa bệnh tâm hồn. Hallelujah. Rồi con, con được cái gì chia sẻ cho mọi người? Là con thì được ơn, con được ơn Chúa là Chúa đã ban cho, Chúa đã ban cho ông bà con sức khỏe. Con ông bà con thì có bố con là con trai thôi, nhưng mà ông con ốm là cả nhà rất lo lắng cho ông, nhưng mà Chúa đã ban cho ông sức khỏe là cái quý giá nhất rồi. Con rất đội ơn Chúa. Con là con hay là cháu của ông? Dạ thưa cha, con là cháu nội của ông ạ. À, con này cháu nội, nên tưởng là đây là con gái, đây là con trai, đây là cháu nội của ông. Mà chúng ta thấy lại thêm một cái hình ảnh nữa là cũng vẫn Chúa chữa lành cho cái ông già 80 mà để cho thằng cháu 25 tuổi mà nhận biết được rằng ơn của Chúa xuống cho ông bà của mình, và nhờ đó mà anh tin vào Chúa, anh vững lòng tin hơn. Còn bây giờ cái tuổi 25 làm gì mà từ ngoài, con ở ngoài Bắc hay trong Nam? Dạ thưa cha, con ở ngoài Bắc ạ. Rồi con đã được nghe về lòng Chúa thương xót ở đây như thế nào rồi con lặn lội vào đây? Con thì con ở cạnh nhà ông bà con. Ông bà con thì chiều nào cũng xem trên YouTube đọc kinh, con thì cũng đọc theo ông bà. Đọc được chưa? Dạ, cũng đọc rồi ạ. Đọc rồi, hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho ông bà món quà, món quà kỷ niệm ngày hôn phối nha, tặng cho cô con gái. Vì đứa con gái sau 19 năm bỏ Chúa, hôm nay Chúa đã đưa con về trong lòng thương xót của Chúa. Đây là món quà kỷ niệm 50 năm ngày cưới, 51 năm ngày cưới tặng cho hai ông bà. Ông cầm nửa, bà cầm nửa. Ông nửa, bà nửa. Ông nửa, bà nửa, cầm chặt lấy. Rồi đây là cái cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu gửi tặng cho con. Con đang đọc theo, bây giờ con cầm cuốn sách này tự con đọc lấy, con không phải đọc theo ông bà. Hallelujah. Rồi bây giờ bà muốn tặng lại cho ai, bà nói. Con muốn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng. Tôi nói là bà muốn tặng cái máy này lại cho ai thì bà lại cứ xin cầu nguyện cho chồng thêm. Còn cầu thêm sợ chưa đủ. Bây giờ bà có rồi, bây giờ bà tặng lại cho ai? Xin là để cha cho con vợ chồng con kỷ niệm ngày cưới thì con xin cha. Rồi, hallelujah. Rồi hai ông bà dắt tay nhau đi xuống rồi hoàn, dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dù cho anh xin đưa em đến cuối cuộc đời.